tham gia vào hội thanh niên khuyết tật thành phố. Cũng là đang là vận động, hai vợ chồng đang là vận động viên cử tạ thể thao khuyết tật. Hai đứa đẹp, em là cử tạ được bao nhiêu ký? Dạ chắc 150 á. Trời đất ơi. Thì trốn á, em không thích. Rồi em cứ sợ em trốn ở trên đây. Trốn sợ lắm lắm. Mà vợ thì nói nó đi chơi đâu rồi con ơi. Nhưng mà em giờ nó dắt cái chân thò xuống vậy nè. Chân thò xuống vậy mà nó đâu chơi rồi. Cái em làm buồn có mẹ nằm kế bên nữa. Nó hỏi mẹ, cái mẹ còn số điện thoại của anh Trung gì không? Mẹ nói mẹ còn, tại vì mẹ thương anh Trung lắm. Nên là cho con mượn đi con điện thoại cho ảnh nói chuyện chơi. Cái em mới nói là hả, giờ anh thương em không, anh thương em thì qua ngày kia ba mẹ qua cưới em đi. Con ta đi trước về sau. Trước khi cưới thì hai đứa có thường xuyên gặp nhau, có đi chơi với nhau? Dạ không. Dạ không. Nắm tay còn không có. Nắm tay cũng cho nắm rồi. Anh chưa yêu luôn mà. Đêm tầng hộp vui không? Em thấy có gì đâu vui. Trời ơi sao vậy? Có làm được gì đâu vui. Vợ em mới cho đụng đâu vui. Tại đêm tân hôn á thì ổng là gần á, anh mở đồ cho em này kia nằm ra cho thoải mái. Mà em không cho đụng vô bất cứ gì hết á, tự em làm hết này kia à. Cộng phận đúng không? Cộng phận. Một tuần lễ luôn á. Trong một tuần lễ không cho đụng luôn. Dạ đúng. Em chị hỏi thiệt em đó, em có khóc không? Trong một tuần lễ đó có lúc nào em rơi lệ không? Không, em đâu bình thường, có gì đâu mà rơi lệ, tại vì vợ của em rồi chứ sao không được phải hả? Có gì? Để làm thời gian. Thời gian thôi, từ từ mình sẽ có thời điểm đúng thích hợp là mình bụp thôi. Lên, Em ngồi đi. Dạ, đây rồi. Ngồi ở đây rồi, không cần phải có cái nạn nữa nha. Yên vị rồi, không sao cả nha. Chào đón hai vợ chồng bạn. Dạ. Hai bạn ở đâu? Dạ, vợ chồng em đang ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, rồi họ có xem chương trình Vợ Chồng Son này liên tục không? Dạ có nhiều lắm á. Xem nhiều lắm á, mà ước gì có ngày được lên á. Mà giờ hành sự thật rồi đó. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Minh Trung. Dạ em đến từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là bán kẹo kéo. Buổi tối á hay đi bán quán nhậu đồ để hát cho người ta nghe, với mình bán kẹo với lại bán vé số, hai thứ luôn, ai mua gì mua. Thế hôm nay bây giờ trước khi vợ mình giới thiệu thì giờ em có thể hát tặng cho chương trình một bài hát được không? Dạ được, nhưng mà không biết hát dở, mọi người đừng chơi nha. Bây giờ nè, chưa biết ai hát dở hơn ai à, tôi hát dở lắm á nha. Dạ. Rồi, mời. Dạ. Dẫu biết đôi ta đã tình trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ, con đường tình dài một mình đánh lặng tình. Nhìn em bước tay cầm tay vui đùa cùng với ai, ánh mắt đôi môi ta đã chót trao, nhưng tại sao đến hôm nay lúc hiện tại em đã không còn đợt nhân này. Bên cạnh người tình mới em đã quên rồi, để anh khoác lên thân mình màu đơn côi. Chúng ta từng hứa nhau cho đến muôn đời sau. Thôi được rồi. Mời em. Dạ chào chị Hồng Vân, nhanh nút thần với chào quý vị khán giả. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hương. Hôm nay em 31 tuổi là nội trợ. Dạ. Cho chị hỏi nè, trước đây là các bạn làm nghề gì? Em có tham gia vào một cái hội sở hay là hội đoàn dạ, không? Dạ, có em có tham gia vào hội thanh niên khuyết tật thành phố. Cũng là đang là vận động, hai vợ chồng ra đang là vận động viên cử tạ thể thao khuyết tật. Hai đứa nè, em là cử tạ được bao nhiêu ký? Dạ chắc 150 á. Trời đất ơi. Thiệt luôn á. Em tập tạ lâu chưa? Dạ cũng 8-9 năm rồi đó. Vậy hả? Dạ, hôm nào là muốn điện viên cho anh Thuận nha. Ủa rồi còn em được bao nhiêu ký? Đẩy được bao nhiêu ký? Em đẩy được 75 ký. Ồ vậy là em bưng được anh Thuận đó. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cho khán giả cũng như chương trình được biết rằng là các em Lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và tình yêu các bạn chớm nở như thế nào? Dạ hồi năm cũng chở chắc 15 tuổi, 16 tuổi gì đó. Em với vợ em có tham gia một cái gọi là khám với mổ từ thiện do thành phố tổ chức dành cho người khuyết tật. Rồi xong rồi cái em gặp vợ em lần đầu tiên, một cô gái nhìn như là tuyệt vời, quá đẹp. Nhưng mà vào những chân thì lại khác hoàn toàn. Cái chân nó cũng giống như là bị cái lò xo mà bị sắn lại, nó nói chung là bị nhiễm trùng hay sao đó, mà lúc đó cũng không có làm quen gì á. Tự nhiên cái xếp mổ, cái hai đứa mổ chung phòng luôn, đó là phát với cơ hội mấy bà ngồi nói chuyện. Thế còn hương gặp anh này Hương thấy sao? Dạ cũng ấn tượng luôn. Ảnh là ảnh cho mà xin gom để ăn, ảnh nói là em ăn xin gom đi, giờ cái em cũng vẫn lấy bình thường luôn mà không có để ý. Ai là người chủ động tỏ tình người kia? Em không ăn. Thì cái người đi cho xin gom là biết rồi, gặp là lại cho đi chứ không có nhận về rồi đó. Em lúc đó là em nói chuyện hoài mà thấy vợ không để ý gì hết trơn á. Rồi xong rồi cái trước khi xuất viện á, em có hỏi mẹ của vợ em là ủa nhà cô ở đâu, hỏi nhỏ nhỏ thôi, nhà cô ở ngay chỗ bến xe miền Tây á. Ôi chết rồi, nhận nhà mình rồi cái xin địa chỉ luôn để về mình xuất viện, về mình có gì mình qua thăm với bộ qua thăm gì đó nói chuyện tiếp.
Tới chừng qua thăm mình nói chuyện mà toàn nói chuyện với bà là vợ không. Không có ấy đâu, trốn thì ghét á. Tức là trốn suốt luôn, không có gặp luôn. Không có gặp. Về mới xuống hả? Nhưng mà sao vậy, em ghét ổng hay sao vậy? Dạ không thích. Rồi em cứ sợ em trốn ở trên trốn mà sợ lắm lắm mà mẹ vợ thì nói nó đi chơi đâu rồi con ơi, nhưng mà em giờ nó dắt cái chân thò xuống vậy nè, chân thò xuống vậy mà nó đâu chơi rồi. Rồi xong rồi em có bỏ cuộc không? Cũng mấy tháng sau thấy qua ngày nào cũng qua thấy không có kết quả gì, thôi cũng bỏ cuộc luôn. Rồi xong bao lâu thì tụi em gặp lại nhau? Nói chung là gián đoạn thời gian cỡ 5-6 năm lận á. Cái gì lâu lắm á, coi như bỏ qua một bên á. Là lúc đó là nói chung là em là buông trải nhiều lắm, em đi làm đủ thứ chứ, có khi em làm công nhân nữa đó. Mà bữa đó đang ngồi buồn buồn, tự nhiên ở đâu có một cuộc điện thoại. Cái em nghe nói alo, phải anh Trung không? Nói phải, cái anh còn nhớ ai không? Cái em nói em là Hương với ai sao anh không nhớ được. Anh thì chứ, em còn hết hồn nữa đó. Em không biết em nhận tới vợ em luôn. Trời khiến đó em ơi. Thì bởi vậy. Vì sao mà em lại gọi cho anh? Bữa đó đi làm về, cái em làm buồn quá. Em làm gì Hương? Dạ em làm công ty. Cái em làm buồn quá, có mẹ làm kế bên nữa. Nó hỏi mẹ cái mẹ còn số điện thoại của anh Trung gì không? Mẹ nói mẹ còn, tại vì mẹ thương anh Trung lắm. Nói là cho con mượn đi con điện thoại cho ảnh nói chuyện chơi. Cái mới nói là hả, giờ anh thương em không? Anh thương em thì anh qua ngày kia ba mẹ qua cưới em đi. Ôi trời trời. Con ta đi trước về sau. Rồi em nhận được câu trả lời của anh ấy thì sao? Cái anh nói vậy, anh nói với ba mẹ rồi xong rồi coi ngày nào thì qua. Vậy đó hả? Dạ. Ủa, nhưng mà lúc đó em nghe mà vợ em nói là anh về nói ba mẹ qua xin cưới em thì cái cảm xúc em sao? Trời ơi, cái đó là cũng vừa mừng mà vừa lo nữa. Lúc em có bồ không? Lúc ấy đúng ngay thời điểm đó có bồ không? Nói thiệt ra thì cũng có quen với một cô bé. Ừ. Nhưng mà cô bé đó là quen với mình, nhưng mà sau này cổ có bồ rồi. Cổ với bồ cổ chia tay. Cổ mới quay lại đúng thời điểm với vợ luôn. Là ra yêu cầu là anh qua nói chuyện với bà ngoại em đi, để cái gì hai đứa mình đến với nhau. Cũng là hai ba luôn. Hai cái lời đề nghị đó. Hai cái lời đề nghị luôn. Thế rồi cuối cùng em xử lý sao nè? Cuối cùng rồi em suy nghĩ vậy. Giống như cái đó là em đánh cược với cả cuộc đời em hay sao á. Ừ. Nhưng mà em biết tính vợ em, nói gì là làm liền. Còn mà qua chuyện một cái rồi bỏ cuộc. Không thèm quan tâm luôn đó. Thôi luôn. Em chấp nhận đánh cuộc với cuộc đời em vậy đó. Rồi là em đồng ý. Đồng ý luôn. Ông có mời ba mẹ ông qua nhà em không? Dạ có. Rồi lúc đó em sao? Thì em cũng nói thì cũng bình thường thôi. Đó, có người bình thường từ đó cũng như bình thường thôi. Tức em không hề có tình cảm gì với Trung? Dạ không có. Không có gì hết. Em biết mà. Em biết vợ em không có tình cảm với em mà. Nhưng mà em sẵn sàng, em sẽ nói cưới rồi về từ từ tình cảm em sẽ tạo tình cảm đó tới giờ em lần. Wow. Em tự tin vô bản thân. Coi như là sau đó bao nhiêu lâu thì cưới? Nhanh lắm, chừng tháng cưới rồi. Tháng là cưới. Trước khi cưới thì hai đứa có thường xuyên gặp nhau, có đi chơi với nhau? Dạ không. Dạ không. Nắm tay còn không có nữa. Nắm tay cũng vô nắm nó chưa yêu luôn mà. Rồi cái gì tới nó cũng tới. Dạ. Đến ngày cưới đúng không? Dạ. Em hỏi đi chịu không anh? Cái đêm tân hôn vui không? Em thấy có gì đâu vui. Trời ơi, sao vậy? Có làm được gì đâu vui. Vợ em có cho đụng đâu vui. Tại đêm tân hôn á thì ổng lại gần á, anh mở đồ cho em này kia nằm ra cho thoải mái. Mà em không cho đụng vô bất cứ gì hết á, tự em làm hết này kia à. Cọc phận đúng không? Cọc phận. Đúng một tuần lễ luôn trong, á. Trong một tuần lễ không cho đụng luôn. Dạ đúng. Em chỉ hỏi thiệt em lúc em có khóc không? Trong một tuần lễ đó có lúc nào em rơi lệ không? Không, em đâu bình thường, có gì đâu mà rơi lệ, tại vì vợ của em rồi chứ sao cũng được thôi hả? Có gì? Để là thời gian thôi. Thời gian thôi, từ từ mình sẽ có thời điểm đúng thích hợp là mình bụp thôi. Rồi bao lâu em bụp? Bao lâu em bụp? Sau đêm tân hôn nó bao lâu thì bụp? Chắc 10 ngày quá. 10 ngày. Vậy là cũng nhanh chứ ha em. Số khủng khiếp đó thưa quý vị ạ. Em có thể chia sẻ cho chút xíu cái cảm giác của em như thế nào Trung? Thì cũng bỡ ngỡ, nói chung là cũng không có gạch gì mấy. Phải lên Google để tìm hiểu thêm. Còn vất vả lắm không em? Còn vất vả lắm. Nhưng mà nhờ trời thương nó cũng cuối cùng nó cũng... Trời đất ơi. Còn em sao Hương? Mà em sợ. Cái gì mà của ổng mà cái gì có lông lông này kia em sợ lắm. Giống như con gì mà có lông cũng vậy em cũng sợ lắm. Bất cứ gì cũng vậy á. Như vậy là các bạn kết hôn bao lâu rồi? 8-9 năm rồi đó. Đến bao lâu hai em mới thật sự rằng là thấy rằng là yêu nhau và cần có nhau? Cũng cỡ 3 năm sau đám cưới. Bây giờ là em cảm thấy em yêu chồng em nhiều không? Dạ nhiều. Lý do tại sao? Tại vì ở chung á, mình thấy hả, ảnh lúc nào cũng quan tâm mình, cũng thương mình. Bỏ cả bản thân của mình luôn á, mà lo cho em luôn á. Bởi vì thấy tình cảm đó mình phải đáp lại, thương ảnh nhiều hơn. Ngoài cái khó khăn cái chuyện kinh tế thì vợ chồng em còn gặp những khó khăn gì nữa? Dạ khó khăn về chuyện kiếm một đứa con.
Ủa hai bạn chưa có con hả? Dạ chưa. Ồ vậy là hai bạn đến đúng chỗ luôn rồi đó. Dạ. Nói để cho hai bạn cảm thấy là có một cái hy vọng. Một cái hy vọng là bởi vì á, hầu như những cặp vợ chồng mà khó khăn hiếm muộn mà các bạn đến đây xong rồi á, thì sau khi mà tham gia chương trình nói ra hết được những cái khúc mắc trong lòng mình đối với người bạn đời của mình, hai người tự dưng cảm thấy rất là hiểu nhau. Rồi sau đó thì ở chương trình chúc, rồi anh Thuận, nhất là anh Thuận này, khi mà anh chúc xong rồi hầu như là có bầu hết. Dạ. Nhưng mà là các em có đi khám thì bác sĩ nói như thế nào? Dạ có đi khám bệnh viện Hồng Dương, bác sĩ nói bị tắc vòi trứng. Rồi em có tham gia một chương trình, em cũng kiếm được số tiền cũng khá khá, cũng dắt vợ em vô trong bệnh viện Hồng Dương để mổ để cho thông vòi trứng ra. Mổ nó nằm ở trong đó cũng từng lại em nuôi á. Là lâu chưa? Có đây cũng cỡ mấy tháng rồi. Ừ. Hôm sau đây em nếu mà tìm ra được một cái nguyên nhân rồi đó thì bà đã giải quyết rồi, thì anh hy vọng sẽ có những cái dấu hiệu tích cực đến với hai vợ chồng em. Anh chúc cho hai vợ chồng em lúc nào cũng yêu thương nhau, tất cả những khó khăn đều nắm tay nhau vượt qua hết, và đặc biệt sẽ có một phép nhiệm màu, sẽ có một em bé kháu khỉnh, đủ đầy, mạnh khỏe sẽ xuất hiện trong năm sau. Dạ, giống như anh Quốc Thận nha. Biết sao không? Có, tại vì này có cái trường hợp của tụi em á, chị nghĩ là ngoài cái việc mà những cái lời chúc phúc của chương trình cũng như là của anh Thuận ha, thì em nên tham khảo một chút là bởi vì cái vòi trứng nó còn bị tắc, nó chưa có thành công á, thì mình còn nhiều, rất nhiều những cái phương pháp, thì mình sẽ tham khảo bác sĩ và bác sĩ sẽ giúp cho tụi em cái chuyện đó. Và với cái lời chúc rất là chân thành này của chương trình như của anh Quốc Thuận thì chắc chắn là em sẽ có em bé. Dạ cảm ơn. Và cảm điều đầu tiên anh khuyên em rằng là hãy đừng bao giờ bi quan và hãy lạc quan. Và thậm chí luôn luôn nghĩ trong đầu con cái là trời cho. Có thì đón nhận, không có thì hai vợ chồng cứ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Cứ gì thì cứ thoải mái, cứ lạc quan. Biết được không chừng tối nay có sao. Đúng không nào? Rồi bây giờ nãy giờ vui cũng có, nói chung là nó buồn chút xíu cũng có, đúng không? Thôi giờ tới cái chuyện này mới vui nè. Chuyện này ai cũng thích chân này. Bánh nhà lòng nóc chợ đó. Bánh nhà lòng nóc chợ. Kể tật xấu ra đi. Ông có tật xấu gì không Hương? Đại hội vạch mặt. Dạ có. Tật xấu mà đau đớn không? Xấu xấu đau đớn. Ở dơ. Chơi game. Ở dơ sao tả đi. Trời ơi ở dơ lắm. Em mà đi làm về hay gì kêu rác nên là anh ơi dọn giùm em đi, em đi tắm. Xong rồi em ra em dọn phụ anh. Ờ để đây chút xíu anh dọn cho. Xong đi ra cái cũng nằm đi nguyên. Còn mà cái chơi game là em phản đối á. Sao vậy? Tại vì chơi game là em chơi game đá banh. Giờ hỏi anh cái chân em vậy em đâu có đá được đâu. Em phải chơi game đá banh, em đá bằng tay cho nó cỡ như là nói chung là em cũng đam mê đá banh. Đam mê đó. Đá banh, hâm mộ đá banh lắm. Nhiều khi lúc trước chưa có vợ 2-3 giờ sáng thức coi đá banh á. Từ khi có vợ đâu dám thức nữa đâu. Ngủ luôn. Chồng em có lãng mạn không? Có tặng bông tặng hoa gì thường xuyên không? Dạ không. Mỗi lần đi chở đi ngang cái thấy bông á, anh ơi bông đẹp quá anh ơi. Nói vậy thôi à, cũng thôi à, đi luôn. Đi em, ăn đi em ơi. Em nói bông chi? Em nói thôi giờ mua cho em bông, thôi dắt em ăn hai tô phở cho nó lành cho rồi. Nói vậy không á. Rồi bây giờ tới em hả cô ấy có tật xấu không? Trời nóng lắm, nóng như là Trương Phi vậy á. Mỗi lần mà cãi lộn hay gì là hay đập đồ. Nhưng mà em có chiến thuật hay lắm. Mỗi lần mà cãi lộn đúng không? Em chở xe ngoài công viên hay là chỗ nào vắng vắng người á, chỉ có hai đứa thôi, rồi em cứ thoải mái em chửi anh gì chửi cho tao đã đi. Rồi có mình anh nghe thôi. Là muốn đập không có bông hoa gì đập đi rồi thôi. Rồi nấu ăn ngon không? Rồi đủ ăn mới cưới về. Em nói anh mùng 3 Tết làm con gà. Mẹ em đâu biết đâu, mẹ em cứ nói con Hương làm cho mẹ con gà để cúng. Cái vợ em cầm cái dao ra đứng vậy nè, xong rồi ngó con gà, xong rồi giờ ngó dòm em đó. Ủa cái gì em đó? Trời ơi em thấy con gà em sợ quá anh ơi, sao em làm được? Cái nói sao em sợ vậy? Em thấy nó lông nhiều quá em sợ. À nó sợ lông quá. Sợ lông từ đầu lông. Hương nó nói nó sợ lông là nó sợ à. Cái em nói ủa vậy hả? Anh đâu biết đâu, thôi vậy kêu ba làm sao làm xong rồi kêu nấu nồi cháo đi. Vợ em nấu lúa không có chịu khai ra là không biết nấu ăn đại rồi đi. Cũng nói giờ để em nấu cho. Quà nấu xong rồi lên. Cái nồi cháo á. Trời ơi, nấu cháo mà ba chén gạo. Trời ơi trời. Xong rồi kiếm con gà, kiếm cái đầu đâu, không thấy cái đầu đâu hết trơn. Em thấy cái đầu em sợ giật rồi. Tại vì em ngồi tưởng tượng lắm, cái con gì mà em thấy nó dòm em dòm. Nói em phải tưởng tượng, chặt cái đầu bỏ trước rồi. Mà cha là phải ăn cái đầu. Chỉ mỗi lần là cha hỏi cái đầu đâu rồi, nói cha con xin lỗi con lỡ chặt cái đầu bỏ không. Cha còn cha cười. Rồi em thì ở dơ, mà vợ em có ở dơ không? Trời ơi vợ em là thuộc loại là cực kỳ sạch. Chút xíu bụi gì cũng ý kiến cũng la mắng em hoài. Sạch sẽ mức là trên người em mà chỗ nào có lông nhiều là bà kêu cạo hết đi. Tức là bà nói tóm lại là sợ lông thôi. Thôi còn gì nữa không? Thôi bắt người ta vạch mặt nhau hoài á. Dễ thương. Dễ thương quá. Thật ra các em kể về tật xấu của người kia mà anh thấy rất là đáng yêu. Rồi bây giờ thì là Trung, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì?
Dạ em muốn vợ em thay đổi là bớt nóng tính lại, rồi mình phải nên kiềm chế, biết tiết chế lại chút xíu, đừng có để cái độ nóng mà nó lên tới gọi là 100 độ C. Rồi thứ hai đó là cười nhiều xíu, mặt lúc nào cũng căng căng à. Sao ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đó, vậy đó. Mặt căng lắm, nó nổi người dễ thương dễ sợ. Không chứ cô. Là anh xin được tiếp lời chung xíu rằng là em hãy nên cười, bởi vì gương mặt em cười rất đẹp. Xinh lắm luôn á. Rồi còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Mong anh ấy là sẽ là quan tâm đến em nhiều hơn, bớt chơi game lại, thở sạch chút xíu, thể dục đi cho bụng ốp lại. Vậy là như đó là em, như đó thôi. Và nói lại lần nữa y chang vậy nha, mà nói kiểu khác. Em mong muốn anh quan tâm em nhiều hơn, bớt chơi game lại. Trời ơi, nổi da gà quá. Tại ông quen hết 9 năm đúng không? Thả trời nè, Hương nãy có nói là Chung chưa bao giờ mà thể hiện một cái hành động lãng mạn hay có một lời nói hay một cử chỉ gì đó. Thì hôm nay nhân đến chương trình Vợ Chồng Son, và đặc biệt là trong cái giây phút này, em có muốn nói điều gì với vợ em không? À, nhìn vợ mình đi. Nhân tham gia chương trình này có mặt anh Quốc Thận, chị Hồng Vân và các cả khán giả. Tuy hai vợ chồng mình có nhiều lúc cũng khắc khẩu, có những cái quan điểm trái ngược nhau, nhưng mà em hãy yên tâm, anh lúc nào cũng yêu em. Mà có sửa đổi không? Có sửa đổi không? Anh sẽ sửa đổi gì em? Dạ, hứa nha. Dạ. Trời ơi, đó cười dịu dàng đó. Hứa nghe. Chương trình đó cũng xin chúc tụi em nè. Dạ. Hạnh phúc nè. Chắc chắn sẽ có em bé, trai dạ. gái gì cũng được. Dạ, dạ. cũng được. Đến dạ. với gia đình tụi em nha. Dạ. Rồi cảm ơn tụi em rất nhiều. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Nhìn bạn tôi thấy nó có một cái gì đó giống tôi rất thiện cảm với bạn. Thôi. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Ngô Hoàng Thùy Trâm, em 29 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng. À, chào Trâm. Hỏi con em bạn. Là Công Bình, em năm nay 31 tuổi, em làm về kỹ thuật. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em làm chung trong một công ty, thì mấy chị cũng có ghép em với ảnh với lại một bà anh nữa. Xong thấy ảnh nói chuyện cũng vui, thấy ấn tượng cái bàn tay như bàn tay con nít vậy đó. Tương nhìn nó mẫm mỉm. Đâu là bàn tay. Hôm đó em mới kiếm cớ đem cái máy nghe nhạc MP3 của em á xuống phòng IT, nói là anh ơi giờ nó bị hư rồi sao em mở nhạc không được, anh kiểm tra giùm em. Đang rất là bận mà đưa cho em cái máy, em nhìn thấy nó te tu lắm, cái em vừa nhìn xong nói hư rồi mua máy mới đi em khỏi sửa. Cái xong cái em trả cái máy lại luôn. Quê. Dạ, có ghét không? Lúc đó quê lắm, giận lắm, bị chê cái máy của mía của bóp vậy đó. Thế là em quay lưng em đi một nước luôn. Em không thèm nhờ nữa. Vậy thì sao mà đến được với nhau? Sau này cái ảnh chat với em qua mạng nội bộ của công ty á, rồi mới dần dần mới tìm hiểu. Rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau? 3 năm sau. Dạ, một cái giai đoạn khá là khá dài chứ bộ. Dài. Vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều không? Cái khoảng thời gian đó thì ở nhà của em á, điều kiện kinh tế rất là eo hẹp. Em cũng mới vừa ra trường đi làm. Thì một cái bữa nọ em dẫn về nhà, mẹ với lại ba thì cũng thấy hoàn cảnh như vậy, cũng khuyên em là không có nên treo con gái người ta như vậy. Tại vì quen để người ta chờ thì không có nên. Thì sau nhiều tuần cũng trăn trở thì em nói là chia tay. Kỳ vậy? Dạ. Tại vì khi mà phân tích ra cái chuyện về tài chính nhà cửa này nọ đó, em thấy quả thật giữ vợ bên mình á tội cho vợ lắm. Là em quyết định chia tay là vì quá yêu cổ, vì quân em nghĩ là một người sợ. Nào đó có điều kiện hơn, tốt hơn thì sẽ ok. Nhưng mà anh hỏi Trâm là Trâm có hiểu được cái nỗi niềm của anh? Ngay từ ngày đầu quen nhau em cũng nói là ngày xưa em bị người yêu chia tay á là vì người đó cũng nói với em cái câu là anh không có mang lại được hạnh phúc tới cho em, nên thôi em tìm người khác mang lại hạnh phúc tới cho em đi. Em nói em ghét cái câu đó lắm, mà muốn hết yêu thì nói là hết yêu, đừng nói chia tay vì cái câu đó. Đừng sao sao mà... Đúng, cái hơn tôi là tôi tự kiếm, tôi tự lấy, chứ ở đâu ai mang lại được cho tôi. Giống như là tôi thấy hạnh phúc của tôi là tôi phải lấy được anh. Ngay cái hôm chia tay á là nói đúng câu đó với em. Ban đầu em nghe chia tay em còn khóc lắm, hỏi tại sao. Hai đứa đã thỏa thuận rồi, cùng nhau cố gắng mà sao lại như vậy. Xong cái em quay lưng em bỏ em đi, ổng lọt tọt chạy ra ổng níu em lại lọt tọt. Dạ. Từ sau cái thời điểm đó thì hai đứa em chui vô hoạt động bí mật. Rồi em làm sao để mà vượt qua những cái điều đó? Dạ, cũng không phải là do em, mà khoảng 6 tháng sau thì vô tình tụi em đi ăn á thì một người thân trong nhà thấy được, cái xong cái về nói lại với ba mẹ, mẹ mới nói thôi nếu mà đã như vậy thì cố gắng thu xếp cho nhanh gọn nhất để mà là đám cưới luôn. Tụi em lấy nhau rồi, tụi em ở đâu? Hiện giờ thì tụi em đang ở bên nhà của ba xã. Là ở rể đó phải không? Dạ. Ở rể thì... Cảm xúc của em như thế nào? Ban đầu á là cái nếp nhà của hai gia đình khác nhau.
đến những cái sinh hoạt trong nhà, giả sử về cái cách mà ăn uống, cái cách mà dọn dẹp sắp xếp, hoặc là bất kỳ những cái gì em đều cảm thấy nó chưa có phù hợp. Nhưng mà mình thì mình hiểu rằng là mỗi người mỗi tính đó, thì dần dần em cũng nương theo, nhưng mà có điều là nó phải có thời gian chứ không phải có một bữa. Nhưng mà cũng rất là may thì ở bên ba mẹ vợ thì cũng hiểu cái chuyện đó, cho nên cái áp lực của bên gia đình vợ với em thì cũng không có nhiều. Thực ra là có một cái điều như vậy muốn tâm sự với lại các bạn trẻ. Bạn biết là làm dâu đã khó thì ở rể là khó, rất là khó gấp bao nhiêu lần. Lý do tại sao bạn biết không? Vì luôn luôn như vậy nè, cái người đàn ông là người trụ cột gia đình, thì bây giờ họ lại đang ở trong một cái gia đình mà đã có người trụ cột rồi, cho nên họ không thể phát huy được cái tôi, cái cá tính, cái bản sắc riêng của người ta. Cho nên là cái áp lực đó nó ghê gớm lắm. Tại vì chị muốn chia sẻ với em để mà hiểu được cho chồng. Thế nhưng rất may mắn là chồng của em lại ở trong một cái gia đình mà cái áp lực đó nó không có nhiều. Chứ nếu như cái áp lực bị nhiều á, thì chắc chắn là vợ chồng bạn sẽ không thuận thảo được. Các bạn sẽ có những cái cuộc chiến tranh ngầm, chiến tranh lạnh. Em hiểu không? Cho nên rất chúc mừng bạn là bạn đã ở rể trong một cái gia đình mà ba mẹ hiểu, thông cảm với bạn và bạn thích nghi được rất là nhanh. Đó, thì chị muốn hỏi em là trong cái chương trình này em có muốn nói một cái lời gì đó với ba mẹ vợ không? Dạ. Thì con cũng rất là cảm ơn ba mẹ đã tạo điều kiện cho tụi con có cái nơi để mà phát triển tiếp, tụi con có thể để dành dụm thêm tiền để chuẩn bị cho cái tương lai tốt hơn. Con cảm ơn. Đó thì cũng nhân đây á, là để muốn nói với hai bác, tức là ba mẹ của em á, là nên tạo điều kiện để cho tụi em có thể tách riêng. Tách riêng để làm gì? Để cho chồng em có thể phát huy được tất cả những gì mà anh ấy đang có, để anh ấy sẽ là một trụ cột vững chắc cho em và con em sau này. Rồi trong cái quá trình mà lấy nhau về rồi, có thấy được cái tật xấu của có nhau dám, không? Có dám loại tật xấu ra không? Trước khi cưới là em đã biết là anh rất là nóng tính rồi, cũng hứa là sẽ bớt. Nhưng mà đến hồi cưới nhau xong á thì vẫn chưa kềm chế được cái tính nóng của mình. Rồi cưới xong thì phát hiện thêm là cái tính nói dối nữa. Mà nói dối đáng yêu hay nói dối đáng ghét? Dạ theo em là em thấy đáng ghét. Ảnh rất là thích đồ công nghệ. Lúc đó ảnh thích cái Playbook lắm. Kêu là mình mua nha. Em mới nói thôi giờ hai vợ chồng mới ổn định công việc, chưa có đâu vô đâu hết, từ từ đi em thu xếp rồi em mua cho. Ừ với em xong cái lẳng lặng sau lưng đi mượn tiền bạn vậy đó, mua một cái cặp 6 triệu về, xong cái đưa cho bạn của em nữa. Nói Bảo ơi Bảo, mày nói với lại Trâm á là chị của mày bên Úc về cầm về, giờ mày có rồi mày không cần xài nữa, mày bán rẻ lại cho, mà không cần trả tiền liền, trả góp cũng được, để đảm bảo là ông Trâm nó mua cho anh mà. Xong cái bạn em nó cũng thấy vậy, cái nó cũng đi nói với em vậy. Em đâu biết gì đâu, em bây giờ em hỏi ảnh là anh ơi giờ có cái máy gì đó, giá vậy là có hợp lý không? Anh nói được, em có thu xếp được không? Còn hỏi em lại câu đó. Em mới ngẫm nói nếu mà như vậy thì em sẽ cố gắng em để riêng tiền, góp thì được, chứ trả một cục thì hơi khó. Thế là em quyết định em mua. Đến hồi mà trả hết tiền cho bạn em rồi á, lúc này bạn em nó mới nói Trâm ơi giờ tao nói thiệt với mày chứ tao không muốn giấu mày nữa, là cái này anh Bình nhờ tao nói xạo á, chứ không tao mua không đưa, tao kêu tao đưa cho mày. Xong em về em tức, em nổi cơn xung thiên, em mắng quá chừng luôn. Em nói chứ em đâu phải keo kiệt đâu, cái gì cũng phải có thời gian để mình thu xếp, đâu thể nào mà nói muốn mua là mua liền. Hiểu rồi, cái nói dối này thì rất nhiều ông chồng xài, chứ không phải mình chồng em đâu. Nói gì đâu, cực kỳ kỹ tính luôn. Thì cái tính em là không có phải nhất thiết phải là ở chỗ này để món A, món B, món C, món D, mà có thể là hơi lung tung một chút xíu. Còn ảnh thì ảnh không chịu, ảnh nhất thiết là chỗ này phải để món A, chỗ này phải để món B. Đó, rồi sáng ngủ dậy á bắt buộc là phải phủi ra giường cho thiệt sạch, kéo thiệt căng y như là phòng khách sạn rồi mới đi làm. Nhiều khi trễ rồi em nói nhanh xíu anh ơi, mà nói rồi anh xong rồi, anh sắp xong rồi. Đã hồi em xuống dưới nhà em đợi 8 kiếp chưa thấy xuống. Tụi em thì làm ở một ngày về á, nếu mà tới tối về mà nhìn cái phòng nó bừa bộn á, em cảm thấy nó mệt mỏi lắm. Đúng rồi. Cho nên chẳng thà buổi sáng em dành tí thời gian xíu để làm sạch sẽ, tới chiều tối hai chồng về mở cửa ra một cái là cái phòng nó trở nên nó nhẹ nhàng để nghỉ ngơi. Lạ lắm đúng không? Chị đồng cảm với em. Chị nói em nghe nè, cái kỹ tính đó theo chị là nên giữ. Em có con chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Sau này nếu em có con gái á mà nó học được cái kỹ tính đó của bố là cực kỳ tốt. Cái đó là chị nói thiệt luôn á. Ủa nhưng mà cái chuyện mà tụi em chưa có con là tụi em đang kế hoạch hay là 2 năm đầu là tụi em kế hoạch,
Rồi giờ 2 năm sau là cũng muốn có bé rồi nhưng mà chưa có được. Đây, xin mời. Thèn thèn thèn. Mũ ông nè, đó. Mũ ông sẽ có lời chúc. Thôi, không có chút gì gọi là về công danh, sự nghiệp, tiền tài hay nhà cửa gì hết. Nói chung là chúc hai vợ chồng em coi như là sau ngày hôm nay về nhà, tất cả mọi sự nó sẽ thuận lợi và mau chóng có tin vui. Và có tin vui rồi nhớ báo tin anh nha. Em báo rồi. Tin chương trình có một có ba hộp lấp la lấp lánh thôi, bên kia một rừng luôn kìa. Quá cái vương miện chỉ coi kìa đó. Xin chào hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ rồi, chào bây giờ cô Thượng, chào cô Hồng Vân. Dạ ừ. Em tên là Nguyễn Văn Liêm, em sinh năm 1985. Em làm công việc quản lý kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Quản lý kinh doanh hả cơ? Dạ vâng ạ. Liêm, em tên Liêm mà. Dạ chào Liêm. Liêm có bị ngại ngùng gì không mà sao Liêm nói nhỏ vậy? Liêm có nói lớn lên nha. Bây giờ mình nói lại một cái nữa được không Liêm? Dạ được ạ. Ok, 2, 3 bắt đầu. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quang Thuận, chào quý vị khán giả. Thì con tên là Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1985. Hiện tại công việc hiện tại là làm quản lý kinh doanh cho công ty của nước ngoài. Sinh năm 85 là nhỏ hơn thôi, với chị Vân có chút xíu thôi. Thành ra tôi đề nghị là anh chị thôi được rồi. 85 nhỏ hơn xíu hả? Nhỏ hơn em xíu hả? Chị hả? Em là 8 mấy? Em 83. Em 83. 83 nha. Yeah. Gặp ngược lại thì chỉ có 38 rồi. Rồi, mời em. Dạ xin chào chú Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Em tên là Xuân. Năm nay 28 tuổi. Hiện tại công việc của em là kinh doanh tự do. Ở nhà luôn hả Xuân? Dạ. Ở Xuân kinh doanh về loại hình gì? Dạ về mảng nông sản khô như là cà phê, các loại nông sản Đà Lạt. Ồ. Về đến từ Đà Lạt á. Ồ, em là gốc Đà Lạt hả? Dạ. Ồ. Rồi. Bởi con gái Đà Lạt nhìn khác liền ha. Trắng trẻo xinh xắn. Ủa nhưng mà Liêm là quê ở đâu? Em gốc Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Trà từ miền Tây mà lên tới miền Đông, lên tới miền núi để mà quen được cô gái ấy này, chắc có lẽ là nhiều câu chuyện hấp dẫn lắm đây. Và dạ, những cái gì mà liên quan tới Đà Lạt là bao giờ cũng lãng mạn hết. Lãng mạn lắm em. Chắc lẽ là trời ơi, nhắc chị Đà Lạt mình muốn đi du lịch nữa. Cả năm mà em chưa đi Đà Lạt không chị. Chị là mấy năm rồi chứ không phải. Trời ơi, vậy hả? Ồ. Thôi bây giờ mình mời hai vợ chồng này kể chuyện gì nó liên quan tới Đà Lạt. Đúng rồi, để cho mình khỏi tốn tiền đi du lịch đi ha. Rồi, bắt đầu. Câu chuyện tình yêu của các bạn đầu tiên là như thế nào? Em với ông xã của em á quen nhau thì không có liên quan đến Đà Lạt. Và một cái ngày tình cờ thì hai đứa gặp nhau ở một cái nhà hàng đó là nhà về hải sản á. Ở đâu? Dạ ở quận 1, ở trong quận 1. Thì hôm đó tình cờ em đi với bạn em, còn ảnh đi gặp khách hàng của ảnh. Thì em đi toilet á, đi vô nhà vệ sinh. Thì em cứ vừa đi vừa nhắn tin, tại vì em mang đôi guốc cao lắm. Hôm nay mới đi công việc xong thì em có mang guốc. Thì anh nó va vào em cái là em cứ té. Em té một cái, điện thoại em rớt xuống đất luôn. Rồi đôi guốc em mang nó bị gãy. Ảnh hết hồn, giống như là ảnh đang gặp một tai nạn biến cố nào đó mà làm cho em đau á. Thì ảnh với đỡ em dậy, ảnh nói anh xin lỗi em có sao không. Thì em mới bảo là không có sao, mà lúc đó cũng có đau thiệt, nhưng mà cũng không có sao hết. Thì ảnh thấy em bị chẹo chân á, thì cứ sợ, rồi cũng chu đáo lắm. Rồi ảnh ấy mang cái đôi guốc cũ của em á, mang ra một cái cửa hàng tại nó Vinh Vincom á. Thì ảnh nó mua tặng em một đôi dép, ông phải mua lại một đôi guốc đó luôn. Thì lúc đó thì em cũng thấy bất ngờ, tại vì tự nhiên cái bị hư đôi guốc đó như vậy mà tặng mình, không phải tặng có đôi guốc khác, một đôi guốc khác. Thì làm em thấy là cũng không có thích gì ảnh hết, nhưng mà thấy ảnh quan tâm như vậy thì xúc động nhẹ đúng không, cũng hơi bất ngờ thôi chứ không xúc động. Thì ảnh cứ bảo là nếu như mà chân có bị sao thì cứ gọi cho anh nha. Anh đưa cái card visit thì ảnh đưa cho em, thì em với cũng cầm thôi. Xong rồi em bảo ồ anh tên gì ha, anh tên Liêm. Rồi em cũng hỏi vậy thôi. Xong rồi cái ảnh em vẫn vô chơi với bạn em tiếp, thì cái đôi guốc em cũng không mang đi trên đất luôn, tại vì cái tính em á giống như là cũng không có phải là guốc bị hư rồi thôi mình đem mang trên không cũng được không sao. Thì ảnh cũng chu đáo lắm, ảnh cầm cái đôi guốc đó ảnh cất đi và ảnh mang đi sửa, nhưng mà thực sự là sửa không có được. Là mà thành một cái đôi khác. Chị hỏi bạn Liêm câu nha. Liêm ơi, tỷ dụ mà ngày hôm đó cái người mà em va phải không phải là cô bé xinh xắn này mà người khác á, thì em có xử sự như vậy không? Dạ ra tại vì cái tính em hồi xưa giờ cũng nói chung là cũng ưu ái phụ nữ á, tại vì thật ra lúc mà em va vào bạn xăm á thì là cảm giác giống như là mình có lỗi vậy đó, cho nên là muốn làm một cái gì đó để bù đắp chứ không có nghĩ là phải tiến tới hay là như thế nào đó. Nhưng mà sau đấy thì là em dẫn bạn xăm đi mua đôi guốc, xong rồi sau đấy hai đứa xin số điện thoại, rồi dần dần mới quen nhau từ đó.
Câu hỏi chị Vân hay quá. Tại chị đang suy nghĩ bữa đó mà ba vô Quốc Thuận thì sao ta? Trời, cái gì? À ba vô Quốc Thuận thì là Quốc Thuận có được đền một cái đôi giày mới không ta? À, đúng rồi Liêm, anh hỏi gì đó. Dạ. Có đền cho anh không? Dạ, để chút anh ra ra ngoài hậu trường đó, anh đụng đâu người em. Ừ, anh mới bị người xúc dây giày. Cái đó tùy tình huống anh. Mà chị Vân có nghe hai vợ chồng kể không? Cái tình huống mà họ va vào nhau và gãy guốc á, y nhang trong phim vậy đó chị. Quen cái... đã làm một cái vừa mới làm xong do hào môn xong. Ôi. Quýt Ngọc Tuyên và Lê Phương đụng nhau gãy chiếc guốc y chang luôn. Hay quá. Và họ đã quen nhau và họ yêu nhau và họ lấy nhau. Trời, y chang trong phim y chang luôn. Hay quá vậy Biên. Ờ, nó thiệt á nghe chứ không có xạo sự đâu á. Chị khen thiệt mà. Ờ, thiệt y chang trong phim luôn á. Nhưng mà trong phim là anh Tuyên nó không có tặng một guốc mới mà anh lấy được guốc đó anh dán lại. Tiết kiệm cho đồng phim. Rồi, rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn thường xuyên là như là nói chuyện với nhau và dạ, khi nào thì bắt đầu mới quen nhau. Dạ, em nói tiếp luôn. Tại vì xong rồi sau đó thì ngày mai anh vẫn nhắn tin anh hỏi chị có anh chị quan tâm cái chân em có bị đau hay không thôi. Ừ. Thì lúc đó em cũng bận đi làm, anh cũng bận thế nên là em cũng bảo là không sao đâu. Ừ. Thế là hai ngày sau anh nhắn tin anh rủ em đi ăn. Thì em cũng hôm đó em cũng làm bên Bình Hạnh á, cho nên là em cũng về là ừ vậy thì khoảng 6 giờ mình đi ăn luôn. Thế là đi ăn với nhau xong rồi nói chuyện thì ăn xong á thì em cũng nói là em thích hát lắm nhưng mà em hát dở. Thế sau em mới rủ anh này là đi hát phòng trà. Ừ. Thì bên đó có những người bạn của em, tại vì lúc mà em gặp anh này thì em đang làm bên MC á, MC sự kiện á, thì anh đó cũng dẫn em đi hát với nhau. Xong rồi ngày mai cũng thấy dẫn qua vợ em đi chơi, ngày mốt cũng vậy, ngày mốt nữa cũng thế luôn. Mà biết rồi đúng không? Anh giống như là anh thích ngày nào cũng được gặp em á. Xong rồi em thì bớt công việc hơn, thế là thời điểm dịch á thì em cũng ngày nào cũng anh cũng qua rồi hai đứa em cũng đi chơi với nhưng nhau. Nhưng mà xí lúc đi tới lần thứ ba là đã có một chút gì mến dạ, mến ảnh chưa? Em chưa có mến gì hết luôn. Còn ảnh thì sao? Ảnh có bày tỏ một cái gì đó dạ, lạ không luôn. Chỉ là đi ăn thôi mà lúc nào cũng muốn dẫn em đi tới những cái quán ăn rất là ngon, rất là sang và đẹp. Mà nói chung là rất là chân thành luôn. Xong rồi em mới bảo là thôi ngày nào cũng đi ăn như vậy em mập lắm, bởi vì ảnh gặp ảnh là em mập hơn nữa. Xong rồi xong rồi cái hôm mà đi hát karaoke chỉ có hai đứa trong một cái quán này á, rộng ơi rộng, cũng không có tỏ bày tỏ là thích em hay là nắm tay nắm chân, không có luôn, chỉ ngồi im và hát thôi. Thì em mới nghĩ là à anh này hay ta, không không có hành động gì luôn, chị làm em cũng thấy khá là hay. Đến mình thấy rất là an toàn khi mà đi chung với người này, khá là an toàn luôn. Nhưng mà lúc nào muốn dẫn em tới những cái nơi rất là đẹp, rất là sang luôn. Xong rồi em cũng không có thích anh này, xong rồi em với bà là cả hôm em có tham gia một cái tại là bên sự kiện thì lâu lâu em vẫn tham gia những cái chương trình từ thiện á, thì em có mua một vài hơn 10 cái vé là 300.000 để em tặng cho bạn bè em tặng cho anh này luôn. Xong rồi em mới rủ anh này đi chơi, mà em cũng focus vào anh này bởi vì em thấy thích đi với anh, bởi vì anh hiền á, thật thà và đến chở em đúng giờ đúng giấc nữa. Xong rồi nhưng mà anh nó lại không tới, anh nó nhắn tin với em là anh bận đi công tác anh không đi được. Trời ơi, lúc đó em cũng hơi bị hụt hẫng bởi vì cái sự kiện này á là em mua vé em tặng, xong rồi em muốn anh này tới bởi vì em có nói bên đó luôn là dành cho em mấy cái vé như này. À, một người mình muốn đi như vậy thì anh không, tự nhiên hai ngày chờ nó không nhắn tin cho em luôn. Ủa tại sao vậy Liêm? Đó chị lại muốn hỏi Liêm một câu. Liêm ơi, đó là chiêu thức của em hả Liêm? Đúng dạ, không? Cũng có thể nói đường là đi nước bước sách lược của em đó đúng không? Dạ. Để làm cho người ta nhớ nhung. Đúng thật rồi. Thật ra câu chuyện là như thế này nè, tại vì hồi xưa em có làm, lúc mà em mới ra trường em làm trong một cái công ty cũng có nước ngoài luôn, nhưng mà em làm công ty đó xong em lại nghĩ em chuyển công ty khác. Thì trong cái công ty đó thì có một cái chị làm bên hành chính văn phòng á, thì chị bảo là chị quê ở Khánh Hòa, xong chị yêu một anh Nha Trang, rồi cưới nhau. Nhưng mà anh chị kể là quá trình đó là hồi xưa là được bạn bè giới thiệu, xong lúc đầu gặp anh đó cũng chẳng ấn tượng gì hết, xong cái chị bảo là xong rồi hai người nhắn tin qua lại một thời gian, xong bẵng đi, xong cái anh đấy ảnh khoảng 3-4 ngày rồi không nhắn tin, xong cái chị này chỉ cảm giác cồn cào rất là rây rứt. Cho nên từ đấy em học được cái cách đấy, cho nên là cái chiêu đó dạ, cái chiêu đấy, cho nên là thật ra thì cũng với lại em cũng bận cái thời gian đấy, em cũng bận khoảng tầm 2-3 ngày gì đấy. Dạ thì cũng muốn thử coi bạn bên đây có thật sự có những cái gì gọi là lưu luyến với mình hay không. Nếu mà nhưng có, mà trong suốt 2 ngày mà ảnh không nhắn tin cho mình dạ, là em cũng không có đến khi nào thì hai bên mới chủ hai động ngày đó thì nhau. Lúc em cũng nhiều bạn mà em nhiều bạn lắm, với lại em cũng nhiều người cua nữa. Em cũng không nhắn tin gọi điện gì luôn. Đến nhưng mà em trước cái ngày mà em hẹn đi coi, em sắp lịch rồi, ví dụ như là anh ơi cái ngày hôm đó ngày 3/11 là mình đi coi ca nhạc từ thiện, cái ngày sau hay đó 3 ngày nữa thì em có một cái sinh nhật từ thôi nôi của người bạn em, anh đi chung với em nha, anh đồng ý.
Thì cứ hai ngày đó anh cũng không có nhắn tin gọi điện nữa, em nghĩ là thôi anh không đi thôi thì mình đi, tại vì em đi sự kiện em vui lắm nên là em không suy nghĩ gì nhiều hết. Thế tự nhiên cái ngày tối hôm đó, chiều hôm đó anh nhắn tin là hello em, hôm nay có đi sinh nhật không nè, có đi sinh đi thôi nôi bạn không nè, anh qua chợ anh đi nha. Thì lúc đó em cũng sắp đi rồi, nhưng mà em bảo chứ giờ đi một bắt Grab đi mình thì cũng thôi thôi ok. Vậy thì anh em qua đón em luôn, mà anh qua rất là sớm luôn. Nên là mỗi lại bắt đầu một con người như thế. Hai ngày đó không có một con người như thế, nhưng mà tự nhiên sau này là bắt đầu những cái làm y chang vậy đó. Đến đúng giờ dẫn em đi ăn đi tất giống cả như chuyện thứ. Không có chuyện gì xảy ra đúng không? Vậy ngày trước đó mà em gặp chị đó, chị chỉ cho em cái chiêu này là em dính với chị Thúy Nga rồi. Nữa hả? Hoài vậy? Cua hoài không được đó. Thì em biết chị Thúy Nga không? Dạ. Ơi, đến sau này là bạn em bắt đầu em xui nói chuyện thì khoảng 2 tháng sau thì anh đó nói chung là trong cái khoảng thời gian quen anh không có hành động gì luôn, và sau em cũng có hỏi là anh có bạn gái chưa hay là trước đây anh đã từng yêu ai chưa, anh chưa, anh không yêu ai hết. Rồi anh chưa có mối tình nào luôn. Xong em cũng bảo chứ để thôi không được rồi, mình về mình kể với chị mình cứ hỏi ông này nó bê đê không hay là nó lừa em, tại vì anh ấy lớn tuổi rồi, 36 tuổi rồi mà không có người yêu, chứ có mối tình nào. Xong em mới nói là thôi không quen anh đâu, em muốn người nào có kinh nghiệm phải 5 năm. Rồi lúc đó em trả lời sao Liêm? Anh im, anh không nói. Anh là một con người giống như là im lặng. Em chỉ cần kể chuyện là em thích cái gì đó thôi là sau này anh mua. Em chỉ nói là ngày trước em có một cái nhẫn phong thủy em bị mất nó như thế này, bữa sau anh im lặng anh tặng em một cái nhẫn phong thủy. Rồi tất cả mọi thứ. Xong rồi 3 tháng sau ha, anh đưa em về nhà ba mẹ ảnh. Thì vừa đưa về thì ba mẹ ảnh quý em lắm, bởi vì lần đầu tiên anh nhận bạn gái về thì ba mẹ ảnh quý em. Xong rồi cái em cũng vui vẻ với ba mẹ ảnh. Sang ngày mai lên thì em bảo là anh đang làm gì vậy, thì anh kêu là anh đang ra quận một có việc. Thế xong cái em cũng không nói gì hết, lúc 9 giờ đêm rồi. Xong rồi sáng ngày mai rủ mời em đi ăn ở một cái quán gì em quên tên, là quán gì cũng sang trọng mà em quên tên, quán gì bò rất là mắc tiền á, quán Azusa gì đó. Ở quận 1 ấy. Thì ảnh muốn cầu hôn em, nhưng mà em lại mượn điện thoại qua em chụp hình. Khi em chụp hình em lướt lên á, em coi hình á thì em lại thấy cái nhẫn kim cương với lại một cái nói chung là ảnh. Nghĩa là anh đã chuẩn bị trước rồi. Tức là anh đã bị lộ chứ. Bị lộ anh này, đó. Và cuối cùng anh cầm anh đưa cho em luôn. Thì đó là ảnh cầu hôn em. Và sau rồi hai đứa quen nhau vào gặp thời điểm dịch đó thì cũng không có được đi du chơi hay là gặp gỡ nhau nhiều nữa, mà dịch giãn cách rồi bị nhốt ở nhà luôn. Hai đứa cứ nhắn tin qua chị nhắn tin tò mò quá chị. Sao chị tiếp tục hỏi tò mò chuyện gì chị đó. Không biết có đúng ý em không, sau cái hôm mà em tặng cái nhẫn kim cương đó rồi em có làm những hành động gì mà nó quyết liệt hơn không? Có chị. Ít nhất là cũng phải có một cái gì đó chứ không lẽ gì cứ tạo khoảng cách hoài đúng không? Đúng rồi. Dạ có. Em rất là quyết liệt, sau khi mà tặng nhẫn xong là em cứ ngày nào em cũng qua cũng chở bạn này đi, nói chung là đi chơi đi ăn uống đâu này. Nghĩa là đi nhiều hơn đúng không? Đi nhiều hơn, tại vì thời gian đấy là nói chung dịch em cũng không có việc nhiều cho nên là hầu như là có thời gian rảnh để mà mỗi tối là đưa bạn đi chơi. Không, cái sự quyết liệt ở đây mà chúng tôi muốn biết em hỏi đó là cái sự quyết liệt kia. Thật sự là anh không có quyết liệt về mấy cái chuyện như là nắm tay nắm chân hôn em, không có gì luôn cho tới. Rồi bây giờ sao coi xí biết rồi. Bây giờ tính từ cái lúc mà ổng tặng đại diện cầu hôn đó thì trước đó là chưa nắm tay luôn. Dạ chưa luôn. Rồi bây giờ sau khi cầu hôn rồi có nắm tay nắm chân, có hôn môi hôn má gì không? Dạ đến khi mà ra công viên 23/9 á, anh ôm em thấy anh muốn nọng mắm tôm mà anh này thì anh không thích mắm. Cả mọi thứ luôn, nhưng mà anh vẫn chiều anh đưa em đi ăn. Thì xong rồi cái ra công viên thì anh có nắm tay, anh ôm, anh hôn lên má em. Còn xong rồi lúc sau á có hôn môi, nhưng mà em cảm thấy không có phải chưa cảm giác yêu lắm, tại vì cái khi mà hôn em như vậy thì em cảm thấy không có đã, tại vì cái chưa, không chắc, có lẽ là cái mùi mình chưa có quen á, cái feel nó chưa có đủ để cộng hưởng đó. Làm sao mà feel được hai chị? Hai người phải cộng hưởng với nhau mới được. Làm sao mà feel được trong lúc đó? Tại vì khi con bé nó vừa ăn bún đậu mắm tôm. Làm sao mà feel được? Đúng không? Hả Liêm? Dạ, thật ra lúc đấy thì tụi em cũng chỉ hôn má rồi này kia thôi, hôn tay thôi. Nói chung là anh hiền tới nỗi mà em không hiểu là tại em trước rồi em gặp vài người yêu mà người ta cũng có những cái hành động nó rất là đành, kiểu như là trong tình yêu á anh này anh không có hành động gì hết, cho nên em mới thấy tò mò. Nhiều khi em về em cứ hỏi với chị em, đến nỗi chị em cũng đưa anh chị của em tới nhà anh chơi ở Bến Tre á, thì anh này chị ruột em cũng lúc đầu cũng không có tin, nhưng mà lúc sau về thì ba mẹ anh kể là tính cách của anh cũng thấy là cái thằng này cũng được, nhưng mà em chị hỏi này nó có yếu sinh lý không sao, rất là nhiều thứ luôn, em bảo là em cũng không biết nữa. Nhưng mà thực sự đến khi mà sau này khi kết hôn hai đứa có ấy với nhau thì em mới biết là hai đứa anh này không có yếu sinh lý, mà do thực sự anh cái khả năng kiềm chế tất cả mọi thứ từ tính cách cho tới những cái suy nghĩ của anh á rất là vô một cái logic,
Cho nên là bởi vậy trong công việc hay là tất cả mọi thứ học hành của anh đều giống như là anh lập thành hết mọi thứ rồi, đúng không? Ủa sao em hay quá vậy Liêm? Tại vì á, bé này nó quá là xinh nè, mà nhìn là coi như là cắn ha, nhìn rất là gợi cảm đúng không? Mà tại sao em có thể là đè nén được, kềm chế được cái đàn ông của em lại hay vậy? Thật ra tại vì á, xưa giờ em quan niệm á là tại vì khi mà em không quen ai thì thôi, nếu mà em quen một người nào đó thì cũng cố gắng để mà giữ cho nhau những cái khoảnh khắc đẹp nhất. Thì khi mà tình yêu nó đủ sâu sắc thì những chuyện đó thì đương nhiên là sẽ xảy ra. Cho nên là lúc mà mới chập chững yêu nhau thì cứ mình trong cái hoàn cảnh rất là trong sáng. Vậy em có phải là người khó khăn trong vấn đề mà gọi là giống như là phải giữ gìn cho tới ngày tân hôn? Em có phải là tiếp người đó không? Dạ không, em thật ra em không phải là cái người tiếp người giữ gìn đến lúc tân hôn. Thật ra tình yêu đủ chín muồi thì tụi em sẽ những chuyện đó xảy ra là bình thường. Cái môi trường anh này làm việc đó là bên nước ngoài, anh đi nước ngoài khá là nhiều luôn. Những cái khách hàng hay là những cái chị nữ nói chuyện thì anh cũng khá là mở rộng mối quan hệ, và một người giống như là rất là nhưng mà anh đã không thích thì anh không làm điều đó. Anh lập trình trong cái đầu anh vậy, cho nên em khá là vừa là một người chồng, vừa người bạn, vừa là một người giống như là một người thầy dạy mình nhiều thứ luôn á. Tính em thì khá là nóng nên là gặp anh này xong cái em thấy giờ giúp anh set up trong đầu rất là nhanh, ví dụ như là em hả khoảng 10 phút nữa anh tới đón em nha. Mà cái tính em thì con gái mà nhiều khi bảo là em chưa đi được đâu, chắc phải 30 phút nữa. Là anh nói là ok vậy anh chưa tới đâu, vậy em cứ lo enjoy đi nha, em cứ lo công việc đi nha. Nhưng mà thật sự là anh tới rồi và anh đứng anh chờ em. Nên là những cái điều đó làm cho em cảm thấy nó rất là lần sau mình phải thay đổi đó, thay đổi bản thân đúng không? Và mình phải focus vào một người nào đó thật lòng hơn. Giống như anh đi tiệc hay đi đồ, anh đi rất là anh đi đúng giờ hoặc là có thể sớm hơn người ta, hay là bởi vậy mà trong công việc anh gặp khách hàng của anh đi rất là sớm luôn. Một cái người như vậy là rất là tuyệt vời trong giờ giấc, nghiêm túc như nhưng vậy. Mà anh thắc mắc nha, cái gì mình có thể lập trình được, nhưng mà yêu tình cảm thì nó thuộc về cảm xúc, sao mà mình có thể lập trình được ABCD được Liêm? Dạ thật ra cũng không phải là lập trình mấy anh, nhưng mà tại vì em cũng là đợi tới lúc mà nó thật sự chín mùi á thì tụi em mới bao nhiêu lâu thì là em chín mùi để mà đám cưới bé này? Dạ cái từ lúc hai đứa yêu nhau. Dạ từ lúc hai đứa yêu nhau thì tới đám cưới thì khoảng tròn một năm luôn á. Đúng tròn một năm, không lệch một ngày nào luôn. Ngày gặp bọn em va vào nhau là ngày 5 tháng 11, bọn em cưới là đúng ngày 5 tháng 11 luôn, và không hề lập trình set up gì luôn. Cái này là đi coi thầy nói ngày đó là đúng ngày đó luôn, mẹ bảo ngày đó là cưới ngày đó. Còn cái này nó giống như là sao ta, giống như là nó mình không tin được, nhưng mà nó dường như là số phận á em ha. Căn duyên đó chị. Căn duyên đó, đúng rồi. Bi nói đúng, căn duyên hay lắm. Nghe nè, vậy là lập trình là đến cái đêm tân hôn là mới động phòng, đúng không? Lập trình là đúng cái ngày đêm tân hôn là mới là hai đêm tân hôn luôn. Thì năm 2011 là cưới ở trên quê em ở Đà Lạt, mà lúc đó dịch lắm, không có tổ chức được nhiều. Thì anh đó với ba mẹ anh về khách sạn ở luôn, thì em cưới xong rồi em cũng ở nhà mẹ. Sang ngày mai xuống dưới Bến Tre thì cái ngày đêm tân hôn là mệt, hai đứa em lên giường em ngủ ly bì từ tối cho đến sáng luôn. Vậy là phải qua mấy ngày sau mới có đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là các em là cưới bao nhiêu lâu rồi? Em muốn hỏi sâu sắc hơn nữa không? Vui không? Có nghĩa là vui không Liêm? Dạ vui ạ. Có lập trình ABCD không trong cái điểm là mà của các em? Dạ cái lúc đấy thì tới đâu thì tới thôi chứ không. Từ A tới A thôi chứ đúng không? Nhưng mà giờ muốn hỏi Xuân nè, em có bị hồi hộp không, là không biết lỡ đi, bây giờ cứ coi như giữ gìn cho tới như vậy mà ảnh lại vậy, rồi lỡ ra là cái người mà đúng như trong đầu mình suy nghĩ là bị yếu hay là bị này bị nọ bị kia, em có hồi hộp không? Nhưng mà lúc đó đã cưới xong rồi, em đâu có cơ hội để mà sửa sai đâu đúng không? Dạ. Em có cái tâm lý đó không? Không, cái em cũng có suy nghĩ rất là nhiều về cái tâm lý mà sợ người đàn ông của mình nó người ta không có được, lỡ người ta bị yếu sinh lý thì cái đó không có. Nhưng mà cái do em yêu về cái con người như vậy, cái tính cách hay là dẫn ba mẹ em đi du lịch cũng chu đáo, sắp xếp hành lý, đứng ra book khách sạn, đứng ra xe cộ, tất cả mọi thứ anh là một người công nghệ nữa, nên là tất cả mọi thứ anh đã chuẩn bị set up cho hết rồi. Cho nên là em bảo là nếu như mà yêu người này thì mình sẽ cảm thấy được quan tâm, được chu đáo rất là nhiều luôn. Ngay cả việc chở em đi ăn cũng tới đúng giờ, đưa bố mẹ em đi đâu cũng đến giường, hẹn là em ơi làm xong khoảng 5 giờ đúng là anh qua đón ba mẹ đi, là đúng 5 giờ thiếu 5 thôi là anh có mặt liền, nên không chưa bao giờ trễ một giây một phút nào trong cuộc đời. Cái đó là chắc chắn rồi, cái đó là cho nên là em cảm thấy em cần một người như vậy. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải có những cái thắc thỏm, những cái hồi hộp khi có, em cũng có lo lắm, hồi hộp lắm. Nhưng mà khi mà hai đứa yêu nhau á thì có nắm tay, có hôn á, thì lúc đầu không có hợp, em cảm thấy không có hợp thì em cũng nghĩ là quên chơi thôi. Nhưng mà ai ngờ về mẹ anh á, mẹ của anh này thích em rồi cũng muốn anh này cưới vợ nữa, cho nên là coi thầy rồi bảo là hai đứa giờ đứa tuổi cho em mẹ đi coi thầy, thì cưới luôn. Và cưới nữa nọ em
chưa có định hình được là em sẽ cưới chồng, và em cũng nên không nghĩ đám cưới anh này nữa, em chỉ muốn là có anh này bên cạnh mình thôi. Thì cái ngày dịch như vậy thì anh vẫn đưa bố mẹ anh lên lên nhà luôn, thì hai bố mẹ gặp nhau và cưới, thì em bảo ừ cưới luôn, cưới là cưới thôi. Và cái đêm tân hôn đối với em thì sao? Đêm tân hôn thì không có, vỡ nhưng mà đêm ra sau rồi, này là sau đó thì em mới thấy là anh này không phải là kinh nghiệm. Em cần một người có kinh nghiệm 5 năm, là có nghĩa là phải có tình trường phải 5 đến 2 3 lần gì đó, 5 7 lần trong 5 năm đó, yêu nhau phải 2 3 người thì nhiều khi người ta sẽ đổ vỡ trong tình cảm rồi, người ta sẽ có kinh nghiệm, người ta chiều chuộng mình hơn, hoặc là trong những cái chuyện tình của nam nữ, tại vì anh em lớn tuổi em còn thích một người đàn ông đã từng trải. Nhưng mà thật sự anh này anh làm cho em cái cảm giác không có thất vọng chút nào. Ok, gì quá tuyệt vời vậy thôi. Em bây giờ là một người vợ rất là hạnh phúc đúng không? Về dạ, mọi em cảm thấy gì là không? Em rất là hạnh phúc. Rồi tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Còn em cưới nhau được 6 tháng rồi. À tháng 11 vừa rồi. Tại vì ta qua cái vấn đề cái liền đi. 6 tháng qua hoàn thiện quá. Đó. Cho nên là chắc chắn là mình phải sưu tầm cái vụ kia. Chắc là không có những cái tật xấu gì đã lòi ra không? Đúng không? Cưới nhau. Ông thấy em nãy giờ em đang nói về Liêm rất là tuyệt vời, một người đàn ông phải nói là coi như là nói như là giỏi tất cả mọi thứ. Bây giờ để cho Liêm trước đi. Chị thấy Liêm nãy giờ là nín quá. Ít nói quá cho nên giờ. Sao em? Liêm trước đi, Liêm coi là sừng sao? Sau 6 tháng á thì cô này có đúng như là những gì mà em nghĩ trong đầu có không? Tật xấu gì không? Hay là vợ mình lại lòi ra một số những cái tính mà mình thấy là ý sao không có giống lúc mà yêu nhau vậy? Đó. Thật ra thì bà xã em á thì lúc mà quen nhau em tìm hiểu rất là kỹ cho nên là những đặc tính và những cách cư xử thì em hiểu rất là nhiều. Thì bà xã em chỉ có cái tật xấu là hơi nóng tính một chút xíu. Nóng lúc, lắm lúc mà mới quen nhau thì rất là nóng tính. Để mà đụng chuyện gì là không cần biết ai đâu, cứ nói giống như là theo cái lý của mình thôi, không nghe những người xung quanh. Nói phủ đầu đó đúng dạ, không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì sau đấy thì quen dần dần thì em cũng quen cái cách đó. Thì dần dần thì cũng nói chung là cũng hạ được phần nào đó thôi, nhưng mà tính nóng thì vẫn còn. Dạ. Với còn cái nữa là thời gian cưới nhau về thì em thấy là bà xã em nhiều lúc cũng hay quên. Có những lúc giống như là điện thoại về xong cái vứt lung tung, hoặc là tiền bạc để đâu chồng ơi điện thoại em để đâu rồi, em mới cầm lên lấy quay đâu mất tiêu rồi, xong rồi, tiền em mới để đâu rồi anh có thấy không? Dạ xong cái em mới bảo ủa tiền của em cầm chứ anh đâu có biết đâu, điện thoại em anh mới vừa thấy em cầm đây xong em để đâu. Lúc đấy là hai đứa lại lấy quay đi tìm. Dạ hay quên này, nóng tính nè. Dạ. Còn gì nữa không, có ghen không? Dạ ghen thì thật ra tại vì tính em rất là chung thủy và kỹ lưỡng cho nên là vợ em rất là tin tưởng vào em cho nên cũng không ghen. Em thì em cảm thấy không có gì phải ghen anh này hết. Bởi vì điện thoại, máy tính, laptop, tất cả mọi thứ em đều biết mật khẩu hết và em vô hết. Anh này không có gì ngoài mấy cái email hay là mấy cái thư từ của khách hàng thì em cũng giống như là Facebook anh này nó không biết chơi luôn á. Em gặp em thì em mới bày ra chơi. Zalo là bạn bè, giống như anh này không có một mối quan hệ nào. Bạn bè anh cực kỳ ít luôn nên em cũng không có cần phải ghen tuông gì nhiều. Bạn bè ít lắm, còn bạn gái không có. Như vậy là chỉ có bao nhiêu tật xấu thôi đúng không Liêm? Dạ đúng. Vậy hỏi vợ hỏi luôn Liêm đi, Liêm có mong muốn vợ anh thay đổi điều gì không? Dạ thì cũng thông qua chương trình em mong muốn vợ em thì tính nóng thì có sẵn rồi thì cũng mong một thời gian qua là đã dịu xuống rồi, bây giờ thì cần kiềm lại. Dạ coi như là triệt tiêu hẳn cái tính nóng đi. Thì đấy là hạnh phúc cho gia đình và cho những người xung quanh. Bây giờ hỏi xoáy vô chút xíu nè. Dạ. Tại vì thường hai vợ chồng mà mới cưới nhau về thương cũng thương nhiều. Dạ. Giận cũng giận nhiều. Dạ. Rồi cãi thì cũng cãi nhiều. Dạ. Thì mỗi lần mà hai đứa trong 6 tháng qua thì có gây lộn với nhau. Dạ thì cái cơn nóng của cô ấy là nó cỡ nào? Thật ra thì hai đứa em lúc mới thì cũng chưa có bắt nhịp được, chưa quen á, nhưng mà dần dần một thời gian thì nói chung là lúc mà vợ em thấy cái mồi là sắp nóng tính là em bắt đầu em dịu xuống, em đi lãng ra chỗ khác, không xoáy vào câu chuyện đó nữa. Hoặc là em lúc mà em lại nhiều lúc có những cái mà em thấy sai trái cho nên là em hay cũng bộc lộ tính hơi nóng tí, rồi vợ em biết là cũng không nói nữa từ đấy không. Cho nên là hai vợ chồng luôn từ đấy là không cãi nhau. Ok. Chị hay cứ nóng quá nói phủ đầu vậy thôi. Đó, nói lấn nói lướt vậy thôi chứ cũng không phải là đập đồ đập đạc đúng không? Đúng rồi, em không phải đập đồ rồi em đập với em tiếc lắm. Rồi giờ tới Xuân đó. Dạ. Anh ấy có những tật xấu gì? Kể tật tốt nha, nãy giờ là thấy kể tốt không á. Dạ, không thật sự là cho đến bây giờ em vẫn chưa biết được chồng em có một điểm xấu nào luôn. Thôi ơi. Nhưng mà có một cái điểm xấu của ảnh nhiều khi mà em hơi buồn, hay là anh này ảnh không có chịu chia sẻ cho em nhiều trong công việc. Hoặc là anh có một cái chuyện gì đó buồn anh giữ trong lòng luôn, nó không muốn vợ anh biết, cũng không muốn mẹ biết, tất cả mọi thứ luôn. Ngay mà từ lúc mà anh chưa gặp em á, là mẹ cũng không biết anh buồn như thế nào luôn, bệnh tật anh không bao giờ nói. Ví dụ như anh về quê anh bảo là em, anh dặn em này nè, anh bảo là em mà về quê á thì anh mặc chỉnh chu chút nha, chứ mất công ba mẹ nghĩ mình ở trên Sài Gòn khổ lắm, ba mẹ lo. Hoặc là
em mà bị mất điện thoại. Hôm bữa em bán hàng ở tại cửa hàng á, thì có người cướp người ta vào người ta lừa á, thì em bị mất. Em cũng khóc bù lu loa tại vì em tiếc, về trong điện thoại em có nhiều thông tin, nhiều tất cả mọi thứ, em tiếc khóc về cái đó. Thì anh ấy bảo thôi để anh mua điện thoại mới cho em, nhưng mà đừng có nói với mẹ là bị mất điện thoại nha, mấy con mẹ lo. Rồi nhiều cái nữa, với em bị Covid á, thì mẹ em cũng, anh cũng dặn em là đừng nói cho mẹ, mấy con mẹ lo. Rồi ngay cả công việc của anh á, là tự em phải tự tìm hiểu, em biết thông tin về điện thoại, em search vô, em vô những cái email, những cái tin nhắn khách hàng thầm len á, thì em mới biết được anh đang gặp buồn, gặp khó khăn. Chứ không bao giờ anh nói với em như vậy, đó là một cái điểm xấu mà em cực kỳ buồn luôn. Không chia sẻ với vợ, không chịu chia sẻ. Khó khăn gì được, mình một mình nó không chịu thôi. Nhưng mà sướng gì cũng đều cho vợ hết. Ngày lễ, ngày Tết gì đều mua những món quà rất là đắt tiền và dành im luôn. Có nghĩa là anh giữ bí mật cực kỳ tốt. Chỉ trừ cái đợt mà cầu hôn em bị lộ là đưa điện thoại là anh biết rồi. Chứ còn sau này anh dành tặng quà cho con gái giữ đó. Dành tặng quà gì cho em là tất cả mọi thứ là rất là bí mật. Là một người bí mật rất là cho tới phút cuối luôn. Và em nghĩ rằng em đáng tin tưởng, anh chẳng bao giờ em ghen. Anh này thì anh không bao giờ ghen em. Rồi nhiều lúc em bực mình á, em bảo là anh, em về Đà Lạt chơi với mẹ tầm 10 ngày nha. Mà trên Đà Lạt thì em bảo là có người yêu cũ của em. Nhưng mà anh á, không sao, enjoy đi em, enjoy đi vợ yêu. Vậy đó thì xong rồi cái em chị ruột của em thì hai anh vui, cái bảo là sao ở đây chơi 10 ngày nha. Xong em cũng bảo ừ ở đây chơi 10 ngày và em về 10 ngày anh cũng không nhắn tin nữa. Em ơi xuống đi hay sao đó, anh ở nhà anh bán hàng giùm em. Anh vừa bán hàng vừa làm việc luôn. Xong rồi em mới bực mình, em bảo sao anh không ghen này nọ, hay là em bảo em đi chơi bạn nha. Ok đi chơi đi. Cho em bực mình bởi cái đó, anh không có ghen em bực mình á. Rồi bây giờ em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em chỉ muốn anh chồng em là chia sẻ, nhiều khi em gặp khó khăn á, em tại vì khi mà em kết hôn với anh này thì hai đứa cũng không có cái gì trong tay hết, thì em mới bảo là em yêu anh là thật chứ không có phải là lúc mà anh làm công việc anh kiếm được nhiều tiền thì anh thương anh, còn anh gặp khó khăn như thế nào thì em không có thương anh nữa, thì anh có gì anh cứ chia sẻ kể cho em. Thì em chỉ muốn anh đó chia sẻ và kể cho em nhiều, ví dụ hôm nay đi làm như thế nào, như thế nào, như thế nào. Còn em thì cái tính em thì lúc nào em về em cũng kể cho anh nè. Trời hôm nay em mới bị công an hốt em xong anh, gì đó, em cái gì em cũng bù loa kể cho anh này nghe. Còn nào bây giờ kể cho em hơi buồn cái chuyện đó. À, có nghĩa là muốn cho chồng chia sẻ nhiều hơn, dù đó là chuyện không vui cho đến cái chuyện buồn, đúng không? Mà chị hỏi Liêm nè, thực ra khi mà em vẫn giữ cái nếp sống như vậy thì em cảm thấy mình có bị áp lực hoặc là có bị quá sức cái sự mà gọi là chịu đựng của mình không? Dạ, hay là em thấy bình thường? Dạ thật em thấy bình thường, là tại vì em quen cái cách như vậy rồi. Thì hôm qua bà xã cũng nói cho em cũng dần dần cũng cải thiện lại, cũng chia sẻ những cái gì mà xung quanh diễn ra cho vợ em sau này. Tại vì tại sao chị hỏi như vậy, em biết không, thực ra như vậy nè, có những người á vì họ quá yêu vợ hoặc quá yêu chồng và yêu cái gia đình của mình, họ tự chịu đựng cho bản thân họ về tất cả mọi thứ, không muốn mọi người xung quanh lo. Nhưng cũng có những tuyết người đó dường như nó là nếp sống, là cái thói quen trong công việc của người ta rồi, chứ không phải là họ chịu đựng, mà đó nó là một cái nếp làm việc của họ rồi. Thì chị nghĩ Liêm rơi vào cái trường hợp thứ nhì. Có nghĩa là như vậy anh sẽ cảm thấy anh thoải mái hơn, anh chủ động trong công việc của anh hơn. Và bởi vì sao em biết không, nhiều khi có những cái chia sẻ em cũng không hiểu mà nó sẽ rất tốn thời gian trong việc chia sẻ đó. Và vì sao em biết không, tại vì sao khi mà anh đã bị, khi anh chia sẻ xong rồi, anh sẽ bị thêm một cái gì áp lực thêm là thôi chết rồi, mình nói như vậy rồi vợ mình có buồn không, mẹ mình có buồn không, mọi người có lo lắng hay không, anh còn mệt hơn nữa. Thì ở đây chị đứng nói như vậy, em có thể chia sẻ những cái việc khác ngoài công việc, chẳng hạn những cái thú vui của em, chẳng hạn em nói là vợ ơi bữa nay anh thèm ăn này quá nè, vợ nấu cho anh ăn nha, ví dụ. Hoặc là hôm nay có một thằng bạn mắc cười lắm thế này nọ kia về cuộc sống. Còn có thể những cái công việc các em, nó là một cái điều gì đó nó thuộc cái phạm trù mà có nói ra người ta cũng không hiểu. Thì để riêng cho anh đi, mình cũng không cần xen vô cái chuyện đó. Tại vì nếu như anh cảm thấy là anh thoải mái trong cái việc đó thì việc gì mà mình phải khơi nó ra. Đúng rồi. Đó, tuy nhiên, đó như chị nói, em về em trao đổi vợ em về những cuộc sống xung quanh, về bạn bè, về các mối quan hệ. Đúng đó. Nó mang tính giải trí, nó mang tính vui vẻ thì vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn. Đúng không em? Giống như em ấy, chị Một, em về nhà chuyện gì em kể cho bà nghe hết luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, chuyện ta bà thì nhiều khi hết, người nào về nhiều khi tôi kể cho bà nghe hết đó. Những cái chuyện đơn giản thôi, dù hôm nào gặp khách hàng anh nói anh như thế này em cũng rất là muốn nghe. Em mà đi làm thì trời, hôm nay em đi làm á, khách lì xì cho em á một phong bì 100 đô luôn á anh. Em cũng về em kể nhau không bao giờ. Thì đó, những cái đó thì em cứ việc chia sẻ, nhưng mà cái công việc của riêng thì em không cần thiết. Rồi chắc chắn là sau hôm nay về, bảo đảm bạn Liêm sẽ open hơn, sẽ chia sẻ với em, sẽ kể với em rất là nhiều chuyện nữa. Và em thấy nếu như mà có hiệu quả, nhớ gửi thư về cho chương trình. Cảm ơn chị Một Hồng Vân nha. Rồi, cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc nha. Chút xíu chúng ta